Tin Vatican, đề tài ngày thế giới truyền thông xã hội năm 2019 Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho ngày thế giới truyền thông xã hội vào tháng 5 năm tới là Chúng ta là chi thể của nhau, từ các cộng đoàn giả tạo tiến đến các cộng đoàn đích thực. Bình luận về chủ đề này, ông Paolo Rufini, Bộ trưởng Truyền thông của Tòa Thánh nhận xét rằng Đề tài Đức Thánh Cha chọn nhấn mạnh cần phải trả lại cho truyền thông một viễn tượng bao quát dựa trên con người và đề cao giá trị của sự tương tác, hiểu như một sự đối thoại và cơ may để gặp gỡ tha nhân. Nhờ những hoạt động này, chúng ta chống lại virus của một thứ truyền thông tự yêu và co cụm vào mình. Nó gây chia rẽ thay vì hòa giải. Đề tài này cổ võ việc nói với con người toàn diện để sống chiều kích cộng đoàn trong thời đại của các mạng xã hội. Ông Rufini nói thêm rằng, chủ đề ngày thế giới truyền thông xã hội năm 2019 muốn nhấn mạnh sự kiện cần phải đi từ cộng đoàn, những cộng đoàn dựa trên những tương quan không thật, trên sự diễn tả không đúng về thực tại, trên tình bạn giả vờ mà người ta có thể xóa bỏ bằng một nút bấm để tiến tới vẻ đẹp và sự chân thật của cuộc gặp gỡ. Sự hiệp thông chính là yếu tố gìn giữ tốt nhất đối với chân lý nói khác đi, qua chủ đề ngày thế giới truyền thông xã hội năm tới, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cộng đoàn, cá nhân và sự tương quan với nhau.